Dạ vâng, cửa hàng nuôi cơm Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đức So, huyện Tư Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, và hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một máy cưa hút mana 136 các bác nhé. Con này đây, tất cả thông số kỹ thuật của nó đây các bác nhé. Công suất là 36cc, cân nặng đầu máy không là 4,5kg. Còn cái này là 95,7 là decibel, là cái này là tiếng nổ của máy các bác nhá. Còn cái này thì em cũng không rành nữa rồi. Đó, đây là tất cả, đây là thông số kỹ thuật của nó. Hút mana 136 này là toàn chữ Nhật rồi các bác nhá. Này chứng tỏ là một cây máy này là dòng bãi Nhật các bác nhá. Nên là nhiều các bác bảo là dòng Trung Quốc kiếc thì không phải đâu ạ. Con này là chuẩn hàng bãi Nhật các bác nhá, Thụy Điển hàng bãi Nhật. Đó, con này được sản xuất tại Mỹ các bác nhá. Đây. Đó, made in USA này các bác. Hoodman Sweden. Máy là thương hiệu của Thụy Điển nhưng mà sản xuất tại Mỹ các bác nhá. Đó, đây là dập lốc của nó luôn này các bác. Còn tình trạng máy móc con này thì siêu siêu VIP rồi các bác. Quá chất lượng luôn các bác nhá. Hôm nay thì ngoài trời tiết, ngoài trời đang lác đác vài hạt mưa rồi. Nói chung là bây giờ thì nó cũng đang vào mùa mưa các bác. Làm lúc cũng rất là nhiệt tình quay cho các bác xem qua, nhưng mà cứ thỉnh thoảng trời nó lại đổ mưa. Đây là cửa hàng chúng em xin phép quay nhanh cho các bác nhé. Đây, cây lam tổng thể, cây lam xích nguyên zin của nó các bác nhé. Siêu siêu VIP luôn, xích zin, lam zin. Máy móc quá là chất lượng các bác nhé. Hoodman 136 công suất 36cc cho các bác nào muốn nhu cầu để sử dụng. Hai ốc lam các bác nhé, bạn trực tiếp bằng khóa 13. Máy móc quá VIP và chất lượng rồi các bác nhé. Con này thì siêu siêu đẹp luôn các bác ạ. Sở nói chung là dòng sưu tầm cửa hàng chúng em tận tay ra kho để lựa từng cây một về cho các bác xem qua nhá. Nên là các bác đảm bảo, em đảm bảo với các bác làm máy móc tình trạng nguyên zin, nòng hơi chưa bung, nòng hơi thì bao cứng cáp cho các bác luôn nhá. Đấy, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Và hiện tại con này thì cửa hàng bán với giá là 3 triệu đồng các bác nhá. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng em đồ nghề. Bộ đồ nghề là gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít trình. Đấy, miễn phí ship tận nhà cho các bác luôn, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Một chiếc máy cưa mang thương hiệu của Thụy Điển các bác nhé. Có lẽ là con này thì các bác ở ngoài ngả ngoài Bắc là trong miền Trung thì có lẽ là hãng này thì không còn xa lạ gì nữa rồi. Một chiếc máy cưa siêu siêu VIP các bác nhé. Rồi, cửa hàng chúng em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn, để cho các bác trải nghiệm của tiếng máy của con này các bác nhé. Đảm bảo chỗ bác là căn chỉnh online hết rồi. Nòng hơi thì cứng cáp các bác nhá. Con này thì cửa hàng chúng em cho gang ti nó hơi cao, thì tí nữa cửa hàng chúng em sẽ chỉnh lại. Rồi, các bác nào ưng ý lòng một chút con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng. Số điện thoại thì được cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.